nghe chị con. Ừ, nghe. Facebook hả? Facebook. Một bánh năm. Facebook luôn. Ở đây cứ quay cái ấy. Cái gì? 135 chứ. 135. Chỗ này nè. Quần phê bao phê luôn. Nhớ trong hình luôn á mọi người. Sợ đẩy gắn đây hết luôn một lần. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi đó. Cậu ở nhà cậu có thấy ai có mụn không? Ừ. Mụn này nè. Ừ. Không à. Đừng có lắc. Em gửi thôi. Làm hơi nhanh quá. Này xếp chữ được nè. Này không dùng lực luôn á. Này học nặng vẫn được. Nhưng mà ví dụ nặng để hoài thì đã ăn rồi. Chắc ông cậu hôm đào xíu đúng không? Mẹ Yên đúng không? Đúng. Yên có sức cái gì à? Không. Nước túi à? Không. Thấy quà thơm thơm chứ. Mùi của chị. Em nghe thấy mùi chị xịt nước hoa của chị Trang. Đồ, ghê vai. Biết luôn. Mình phải nói là nước hoa Trang tặng. Nước hoa của chị Trang. Hay mình ta dùng cá quá. Chị dùng nước hoa chị Trang tặng luôn. Con nín lại lặt nhanh như sao. Bà lại lậu với lặt đi. Chụp cho mất được mụn dễ thương. Mà thiết kế bỏ cây kim xuống chích phát thì khi nặng lại nhìn mới hấp dẫn nè. Với có cây kim nhìn hấp dẫn còn để cái tay nặng không nhìn cũng không phê. Cái gì thuận? Cái gì thuận?
Mấy cái hình này, mấy cái hình này dùng hình nó cái đầu này. Cô cậu chắc cũng được 3 cái, 3 hoặc 4 cái hay. Ta mòn bòn, ta bòn lỗ tai ra đường chậm chậm nữa. Slow motion. Đóng phim Ấn Độ liền. Như nó khóa cửa ha. Để nó cạo về nuôi mụn. Xong tới tháng cái đi nặng. Mà nặng làng thường thường sạch đó cái ly. Vì mụn này lâu năm rồi. Trời. Chị bé xong thì bé đâu có khen trang mới còn nha. Đâu không cậu? Trời nhói. Mà hơi nhố xí là mà lo mày vô mày ngầu rồi. Không. Đi nhưng mà đi sao chứ. Mệt. Mệt ngon ý chứ nè. Nó ro đi. Bệnh chi vậy đúng không? Giờ đã giống bạn chị. Bạn này đã lào lá. Mấy câu bữa tới trên bài nè. Tí lắm. Sáng sớm là đi nhanh nè. Tối đó là mắc đớ thì sự. Thì nó mới lòi đó chứ nó. Nhưng mà mê đặng cái kia mới lòi tỉ mê. Nghe cái này cái này là lòi trong tre à. Ê, cái video nó răng ta thấy cười kinh rồi bay. Mình nghe mình xả luôn. Xong cái một chảo cái nó chảo mình lại nó kêu răng như đĩ với hạ chị nữa chứ nó mình nói lại đúng không mà nó thấy mình cười khoái quá kìa cái ông chảo cho mình cười đó mà thằng nó cũng hề hề cũng hề đó trời trời
Mà tao nói thiệt cái là mấy người nói mình cũng đỡ stress. Tỉnh ngủ của nó luôn. Tỉnh ngủ luôn à. Nó vô tức trưa đó, nó buồn ngủ. Tỉnh ngủ luôn. Cục thịt thừa nó ghê sợ. Hầu bấm do cắt luôn nha ông cậu luôn. Tim tê cái gì mà loan cắt luôn cho rồi. Chị em chị để bên chi? Ủa không có luôn. Em coi bên bên chị bé là gửi bên cái chi? Gửi 11 phút. Ý là coi bên đó là xác nhận thành công với trừ tiền chưa là được. Còn chứ coi bên chị đó, rồi đó, đó.